Thưa quý vị, với sự chung tay của cả cộng đồng, cuộc sống của người dân trong khu tạm cư Làng Nổ, xã Phú Khánh, huyện Bảo Yên đang dần ổn định. Dù vẫn còn đó những nỗi đau về tinh thần, nhưng tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương đùm bọc, sẻ chia với nhau trong lúc này là điểm tựa về tinh thần, giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Nén nỗi đau mất con và cháu trong mưa lũ, bà Hoàng Thị Dâu đang dần ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm. Cô cháu gái vừa xuất viện trở về là nguồn động lực lớn nhất để bà vực dậy sau đau thương. Với sự giúp đỡ, sẻ chia của bà con lối xóm, trong căn nhà tạm đã có hơi ấm từ những bữa cơm như thế này. Người đi đã đi rồi, bây giờ cứ nghĩ lại như thế cũng không được ạ. Bây giờ chỉ mong muốn phải đoàn kết lại người còn lại, ổn định lại kinh tế, còn lo cho đứa cháu còn đi học tương lai sau này. Khu tạm cư Làng Nổ hiện có 25 căn hộ với 59 nhân khẩu. Đa phần các hộ ở đây đều có người thân tử nạn trong vụ sạt lở đất. Có những hộ chỉ còn lại một người. Trong mỗi căn nhà là một câu chuyện buồn về những mất mát đau thương. Giờ đây họ gần lại nhau hơn, đoàn kết hơn để cùng nhìn về tương lai phía trước. Mọi người cũng đoàn kết lắm, có cần giúp gì thì hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, động viên nhau, mạnh thường quân giúp là hỗ trợ qua những cái lúc như thế này và có được nhà và ổn định cuộc sống. Rất là đau xót rồi mà vẫn động viên nhau, ôm nhau như là một. Có chỗ ăn chỗ ở nó đàng hoàng rồi thì mình lại bà con chúng ta lại ôm bọc lấy nhau để phát triển kinh tế, làm lại tiếp. Bà con cố gắng lên, lúc nào phải nhà nào lúc phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe. Rồi thì mình mới làm phát triển kinh tế trong thôn bản chúng ta được. Nhịp sống đang dần trở lại với người dân Làng Nổ. Nụ cười cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt của những đứa trẻ nơi đây. Chỉ hơn 2 tháng nữa thôi, một khu dân cư đẹp hơn, an toàn hơn sẽ hiện hữu, giúp những người dân nơi đây vơi bớt đi những cực nhọc để họ được an cư hướng đến cuộc sống mới.